Ơi phòng ta trong những lúc đêm khuya canh tàn, mà toàn thể anh em con cháu nội ngoại chúng ta mỗi người một nén hương xếp thành hàng đôi, chúng ta đi vào trước bàn thờ Thiên Chúa vây quanh linh cữu của cụ cố Philomena Daden. Xin toàn thể anh em con cháu nội ngoại chúng ta nổi hiệu lệnh và chúng ta thắp cho bà cố một nén hương cuối cùng trong đời. Mỗi người một nén hương cảm nghĩa ba lần cuối, một nén hương cứ cắm xong chúng ta quay xuống, mỗi người một nén hương chúng ta cứ nhìn nhau bằng cảm nghĩa ba lần cuối.
đêm đã về khuya, toàn thể dòng tộc nội ngoại, con cháu quy tụ về trước bàn thờ Chúa bên thi hài của cố Philomena. Chúng ta hợp ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cố. Xin Chúa nhận lời của toàn thể trong dòng tộc nội ngoại cũng như các con, các cháu để bớt sự phần phạt cho linh hồn cố sớm được về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Vậy giờ kinh xin được bắt đầu, xin mời mọi người chúng ta hợp ý. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, an. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang, đơn Cha chỉ đến, đi ra thể ở dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nắng thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chiều đông đánh trên cây thánh giá, trên mà tăng xa xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời ngự bên liêu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh rằng có ở căn tế này các thánh thống công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Tôi tin rằng đấng cứu Chúa tôi hằng sống, và ngày sống và kẻ chết và kẻ sống.
Thật vậy, tất cả chúng ta sẽ ra trước tòa án Chúa Kitô, vì có lời chép rằng: Chúa phán, ta hằng sống, để mọi gối sẽ bái quỳ trước mặt ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Vậy mỗi người sẽ phải trả lẽ về mình trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Niềm tôi nước vui tiếng cười, lưỡi tôi vọng lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thắng lên vô. Đoàn thân mến, Đức Kitô đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Thiên Chúa cho người phục sinh vinh hiển. Chính nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Kitô, xin cho linh hồn cố Philomena được cùng người vui hưởng hạnh phúc trường sinh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước tôn nhan Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là tội nhân, và nhiều khi chúng ta lại mang nhiều tội lỗi đi vào cõi chết. Xin Chúa thương cho anh chị em chúng con đã lìa cõi thế, cách riêng cho linh hồn cố Philomena được ơn tha thứ mọi tội lỗi, để họ cùng được hưởng vinh quang muôn đời với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh hồn cố Philomena đã hoàn thành tốt đẹp cuộc sống của mình trên hành trình dương thế. Hôm nay linh hồn cố Philomena được trở về với Chúa. Chúng con niệm lời tạ ơn Chúa với linh hồn cố Philomena về những ơn lành Chúa đã ban. Nguyện xin Chúa khoan hồng trước những lỗi lầm của phận làm người, mà mở rộng vòng tay từ ái đón nhận linh hồn cố Philomena. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha yêu thương, khi từ cõi chết sống lại, Đức Kitô con Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Nhờ lòng thương xót và nhân hậu của Chúa, xin cho linh hồn cố Philomena và tất cả những ai tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Đức Kitô trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu cha bay trời mà trong thế gian 33 năm cùng kiều nhân sở đều có cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì nay chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin Ta bàn phạt cho linh hồn cố Philomena chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc hoàn gian nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chôn hương mọi đồ vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu đàn chịu chết vì chúng con. Amen.
còn lạy Chúa, còn ở dưới bờ sau kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chân tôi nào ai lỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa ban đưa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân nhớ Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thật, lạy Chúa xin ban cho linh hồn cố phi lô mê na được nghỉ ngơi đời đời mà nhớ sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn cố phi lô mê na cho khỏi tù ngục mà được nghỉ liên an. Lạy ơn bà thánh phi lô mê na con đồng chính đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy lên chiều lấy điều Thiên Chúa trong vô cùng đã sẵn cho con đời đời. Chúng con xin bà thánh Philomena cầu cho chúng con đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa. Xin Đức Chúa Trời tha ta sự lỗi, cùng ban mọi ơn lành cho chúng con. Vì lời bà thánh Philomena đồng trên từ vì đạo cầu cho chúng con. Vì trọn đời người đã đem lòng Đức Chúa Trời cùng giữ mình đồng trên mà xưng đạo Đức Chúa Trời ra cho mạnh. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Mẹ Maria là gương mẫu cả gia đình. Chúng con hết ra chúng thành dân cho mẹ. Gia đình chúng con mỗi người, mỗi của, mỗi sự việc giàu đau khổ, chưa sống chưa chết, xin mẹ là nữ vương trị căn nhà bé nhỏ này. Gia đình con cơ hằng thân khổ, xin mẹ thống trị gia đình con. Này nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở đây với chúng con, chúng con sẽ quên hết yêu phiền vui sướng qua kiếp lưu đày. Mong ngày sau sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin người ban cho chúng con nặng được vẫn chưa thanh ra người, để trong giờ chúng con chết có đấng đồng trinh sáng láng là mẹ người, cùng ông thánh du xe đến đón chúng con. Mà vì Đức Chúa Giêsu thì chúng con đáng cho người rước vào thiên đàng. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con công đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, nằm che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người. Chúa tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đào ra
trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lạy cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng ở cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cơ chế cho con lời chúng con nguyện trong thời gian làm thiếu thốn trước nhớ đồng trinh hiền trinh xa la. Ơn Chúa chúng con cho con mọi sự rước an mẹ. Lạy là thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy là thánh tử thánh tử tình cho thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Du Xe là bạn thánh thánh Đức Bà Maria toàn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Cây vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn thiên nhân và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm kéo xa phạm tôi gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tôi chẳng kịp chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen. Chúng con thân lạy ca thánh nhạc nữ ở trên trời chúng con là kẻ bạc mẹ con ở dưới thế này con sợ trước ma quỷ các thánh đã vượt biên niềm thế này cũng đã khỏi mọi sự dữ nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời và giữ mười điều răn cho tròn đến ngày sau chúng con được vào cửa thiên đàng hôm nay một nhà môn nữa xem thấy Đức Chúa Trời ban ơi thương vô vui vẻ vô cùng. Amen. Xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho linh hồn thầy cả mắt cô. Lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúa nguyện lãnh Cha ban sáng đưa Cha trị đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chia tan rỡ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và con cũng là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng cũng là Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn các cô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn cha mắt cô cho khỏi tù ngục mà được nghỉ liền. Chúa nghe cho chúng con. Thank you.
Kính thưa các ông các bác nơi dòng tộc nội ngoại cũng như các vị thông gia liên gia cùng toàn thể các con các cháu của cụ Philomena. Giờ này con nghĩ rằng tất cả chúng ta đã yên giấc trong giấc ngủ, nhưng vì lòng mến Chúa và đặc biệt là yêu mến linh hồn Philomena, toàn thể các quý vị đã trở về để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Philomena sớm được về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con thật là cảm động, xúc động đối với những tình cảm của toàn thể các quý vị nơi dòng tộc nội ngoại và cũng như những các quý vị liên gia, thông gia cũng đã dành hết tâm huyết đối với linh hồn mẹ của chúng con. Và đặc biệt là các quý vị trở về để giúp đỡ cho đại gia đình tăng gia cũng như giúp đỡ cho anh em chúng con báo hiếu mẹ của chúng con lần cuối. Vậy giờ này con xin thay lời cho toàn thể anh chị em chúng con, đặc biệt là nơi rì, xin chân thành cảm ơn và biết ơn tới toàn thể các quý vị nơi dòng tộc nội ngoại cũng như tất cả các con các cháu và các quý vị thông gia liên gia. Và giờ kinh đã xong, xin kính mời toàn thể các quý vị lùi lại gia đình tăng gia chúng con để chúng con được mời nước và nói lên lời biết ơn. Và giờ này cũng đã tới giờ đêm khuya, tôi cũng xin được thay lời cho anh chị em chúng con, xin được kính mời toàn thể các quý vị cũng đã trở về phòng khách số 2 để anh em chúng con được mời nước. Và xin chân thành cảm ơn để đảm bảo cho thời gian 7 giờ sáng ngày mai. Thì giờ này thì mỗi người một chân một tay giúp đỡ cho đạo tràng, chúng ta xếp lại cái ghế những đêm hôm kiểu mưa thì ướt, và chúng ta quét sân sướng sạch sẽ ngon lành đâu đấy, và chúng ta thu dọn lại giúp cho gia tăng từ phòng khách số 2 cho đến trở về sân đạo tràng trong nhà. Và chúng ta sau đó chúng ta mới sang nghỉ ngơi và chúng ta ngồi đêm khuya, chúng ta bàn việc đưa đón bà cố ngày mai toàn thể anh em con cháu nội ngoại. Chúng ta lưu ý giúp đỡ cho gia đình tăng quyến